Theo Bộ Tài chính, năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đẩy mạnh và phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của đất nước. Cụ thể, năm 2023, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động, chặt chẽ, theo dự toán, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa cần thiết, chậm triển khai. Tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm 2023, theo báo cáo của các bộ ngành địa phương, là 83.000 tỷ đồng.